đang có mặt tại chảo lửa Cẩm Giàng, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn để cùng chứng kiến những diễn biến tại trận đấu bán kết 2 giải bóng đá thiếu niên U15 thành phố Từ Sơn lần thứ nhất năm 2023. Trước mặt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng U15 Đồng Kỵ và các cầu thủ U15 Phù Khê. Lúc này thì hai vị trọng tài đó là Giàng A Lửa và Văn Cổng đang làm những thủ tục cuối cùng để hai đội ra sân. Một không khí rất sôi động đang được tạo ra ngay lúc này, khi mà đã có rất nhiều những cổ động viên cũng như là các khán giả yêu mến bóng đá, nhất là bóng đá lứa trẻ của thành phố Từ Sơn đang hiện diện tại sân Cẩm Giàng ngay lúc này. Và để cho quý vị có thể tiện theo dõi thì sau đây tôi xin phép được điểm qua đội hình xuất phát của cả hai đội bóng. Bên phía FC Đồng Kỵ, họ trong trang phục quần đen áo vàng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn ảnh nhỏ. 7 cầu thủ đá chính trong ngày hôm nay đó là thủ môn mang áo số 1 Khánh Đức, các cầu thủ số 14 Văn Lợi, số 2 Hải Nam, số 13 Tuấn Hưng, số 10 Thành Long, số 8 Mạnh Thắng và số 4 đó là Đức Tuấn. Như vậy là trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Cơ hội đây rồi. Ngay từ đầu trận đấu thì cầu thủ mang áo số 14 là Văn Lợi đã có tình huống rất nguy hiểm để hướng về phía khung thành của Văn Trường. Sẽ là đá phạt góc cho Đồng Kỵ, không thành công. Đường chuyền, cơ hội, lại tiếp tục là cầu thủ mang áo số 14. Những sức ép liên tục ngay từ khi trái bóng vừa được lăn. Còn bên phía FC Phù Khê, họ sẽ xuất phát với thủ môn Văn Trường, số 22 Hồng Phong, số 6 Văn Nguyên, số 11 Nam Mỹ, số 8 Duy Lộc, số 17 Văn Quang và số 18 là Lê Đồng. Ở trận đấu tứ kết, ở trận đấu bán kết 1 vừa kết thúc cách đây ít phút thì cầu thủ Tràng Hạ đã có một chiến thắng sát nút với tỷ số là 1-0 trước đội bóng Đồng Ngàn. Và chủ nhân của tấm vé thứ hai có mặt trong trận chung kết sẽ được xác định sau ít nhất là 60 phút thi đấu nữa. Và chính xác là 50 phút. Ở những diễn biến trong hai trận đấu tứ kết của hai đội bóng thì là những kết quả hoàn toàn trái ngược nhau, trong khi đội bóng Đồng Kỵ phải rất vất vả mới có thể chiến thắng trên loạt đấu penalty trước các cầu thủ Đồng Nguyên thì đội bóng Phù Khê lại có một chiến thắng hủy diệt với tỷ số là 6-0 trước Tam Sơn. Văn Lợi, đường chuyền tốt, cơ hội đổ mạt lấy rồi, vẫn còn không vào. Tình huống xử lý vừa rồi nó thuộc về cầu thủ mang áo số 13 Tuấn Hưng. Một tình huống với cơ hội rất rõ ràng để cho các cầu thủ áo vàng tìm được bàn thắng mở tỷ số, nhưng rất tiếc là pha xử lý quá chậm của Tuấn Hưng đã làm trôi đi cơ hội của họ. Một cú sút trượt. Những sức ép liên tục của FC Đồng Kỵ hướng về phía khung thành của thủ môn Văn Trường. Trận đấu này đang được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên những nền tảng khác nhau, đó là các trang fanpage của Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Từ Sơn, bình luận viên Nguyễn Trọng, Văn hóa Thể thao 360, Nhịp đập Ai Phủ TV và Pa Media. Hy vọng chúng ta hãy cùng theo dõi và chia sẻ để có thật nhiều người biết tới trận đấu bán kết 2 này. Một trận đấu được đánh giá là rất căng thẳng và kịch tính. Lúc này thì bên phía FC Phù Khê
họ đang có mặt ở trong sân một vũ khí rất quan trọng, đó là cầu thủ mang áo số 6 Văn Nguyên. Khi mà chỉ sau 2 trận đấu anh góp mặt trên sân thì Văn Nguyên đã ghi được tới 7 bàn thắng. Tiếp tục lại là cơ hội dành cho Đồng Kỵ. Đường chuyền để hướng đến vị trí của Văn Nguyên. Vẫn là cầu thủ số 6, đây rồi. Không được. Thủ môn Khánh Đức đã chơi rất tập trung. Nguy hiểm quá. Không vào. Lại tiếp tục là một cơ hội chơi cho. Và lần này nó được dành cho Mạnh Thắng. Rất tiếc đó vẫn là những sự vô duyên của các cầu thủ bên phía FC Đồng Kỵ. Hàng phòng ngự của đội bóng Phù Khê họ đang chơi không thực sự tập trung. Văn Nguyên. Ở những phút vừa qua thì liên tục lại là những tình huống rất nguy hiểm. Khi mà đã có hai cơ hội để cho các cầu thủ FC Đồng Kỵ đối mặt và để phản công. Không được. Các cầu thủ Phù Khê ngay lập tức đã cướp được bóng. Vẫn là những sự lập bập. Đấy rồi! Goal! Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng thì ngay lập tức FC Đồng Kỵ họ đã phải trả giá. Người ghi bàn không ai khác đó chính là số 6 Văn Nguyên. Bàn thắng thứ 8 của anh tại giải đấu năm nay. Và Văn Nguyên đã xây chắc thêm cho danh hiệu vua phá lưới của mình. Phút thứ 6 của trận đấu và điểm nổ đã được tạo ra. Nó thuộc về các cầu thủ FC Phù Khê. Sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ còn được hứa hẹn rất sôi nổi. Câu trả lời của Đồng Kỵ. Quá chậm mất rồi. Tình huống theo bóng cuối cùng đó là số 8 Mạnh Thắng. Thời gian của trận đấu thì vẫn còn rất nhiều. Đây là cầu thủ FC Phù Khê. Tiếp tục lại là những đường bóng để hướng đến cầu thủ số 6 Văn Nguyên. Tấn công nhiều mà. Cháu ơi, này. Này. Lùi lại. Lùi lại để cứ thoát chân vào trong sân thế. Lùi vào. Ngay bây giờ đây sẽ là một tình huống đá phạt góc được dành cho đội bóng Phù Khê. Đường chào bóng không thành công. Các bạn đang báo là đang bị nhầm tỷ số. Phù Khê ở Châu Khê là người thắng 1-0. Phù Khê mới đang thắng. Phù Khê mới đang thắng. Em bảo Phù Khê. Chưa lai. Đúng không? Đang để Đồng Kỵ đúng không? Đúng rồi. Đấy, bị nhầm rồi. Liên tục là những tình huống đa phạt góc được đội bóng áo xanh tạo ra. Để hướng về khung thành của Khánh Đức. Cú chơi bóng vào. Phản ném bóng rất mạnh lên tuyến trên của Khánh Đức. Văn Lợi. Sự áp sát rất nhanh của Hồng Phòng đã khiến cho Văn Lợi đã không thể có tình huống tiếp bóng tốt nhất. Tình huống xử lý rất khéo léo. Đường chuyền không thể qua được Mạnh Thắng. Phản công cho FC Đồng Kỵ. Vẫn tiếp tục là cầu thủ số 8 mất bóng rồi. 3-2. Đấy thôi, Văn Quyên. Sự
Hoàng. Cách biệt đã được gần đôi dành cho FC Phù Khê, vẫn là cái tên quen thuộc số 6 Văn Quyền. Cú đúp của anh trong trận đấu này, một tình huống cướp bóng rất nhanh, và đang có 3 cầu thủ của FC Phù Khê có mặt trong vòng cấm của thủ môn Khánh Đức. Đường chuyền tốt dành cho Văn Nguyên, và với bản năng của một sát thủ, cầu thủ số 6 không thể bỏ lỡ tình huống này. Những gáo nước lạnh đang liên tiếp được dội về phía các thủ FC Đồng Kỵ. Họ chắc hẳn cũng đang phải rất tiếc nuối với những cơ hội mà mình đã bỏ lỡ. Câu trả lời của Đồng Kỵ. Thành Long không thành công, vẫn là cầu số 10. Mặt sân đang khá trơn và nó cũng làm giảm đi tốc độ của trái bóng. Cú chơi bóng này đánh đầu, lời đáp trả rất nhanh của FC Đồng Kỵ. Rất tiếc khi mà cầu thủ số 13 là Tuấn Hưng không thể chạm bóng được trong pha bóng vừa rồi. Chỉ cần nhanh hơn một nhịp và chạm được bóng mà thôi thì đó sẽ là một bàn thắng. Người đá biên sẽ là Tuấn Hưng. Thủ môn Văn Trường đã phải đấm bóng ra. Cú sút. Vẫn liên tiếp là những lời đáp trả của bên phía FC Đồng Kỵ. Không có gì khó khăn đối với Văn Trường. Làm nhanh đi vào phần kinh tế. Tí em gửi cái số. Tùng Bi đâu nhỉ? Lên mạnh lên. Lên. Đường chuyền của Thanh Long. Đội ấy là đội anh à? Sau những phút đầu tiên với rất nhiều những cơ hội thì ngay sau khi phải nhận hai bàn thua, các thủ FC Đồng Kỵ họ cũng đang lúng túng trong việc triển khai những pha phản công của mình. Và vừa rồi đó là một tình huống phạm lỗi đối với Thành Long. Sẽ là những sự trông chờ, những sự chờ đợi của cổ động viên cũng như ban huấn luyện của đội bóng áo vàng với tình huống cố định này. Người đang đứng trước bóng là Đức Tuấn và Thành Long. Có lẽ cầu thủ số 10 sẽ là người thực hiện. Thành Long quyết định sút ngay. Phải cần đến những đầu ngón tay thì thủ môn Văn Trường mới có thể cứu được trái bóng. Tình huống sút rất tốt của cầu thủ số 10. Lực đi là rất hiểm hóc, nhưng vẫn còn đó là thủ môn Văn Trường xuất hiện trong khung gỗ. Nguyên đâu, cứ lên đây Nguyên ơi. Hàng phòng ngự của FC Phù Khê sau những phút đầu chệch choạc thì họ cũng đã lập tức chấn chỉnh lại đội hình của mình và đã thi đấu rất tập trung. Một pha bóng thoát tim với các cổ động viên của đội bóng áo xanh. Cú chia bóng ngay không được. Lúc này thì tất cả 6 cầu thủ của FC Đồng Kỵ đang có mặt tại vòng cấm của đội bóng Phù Khê. Họ bắt buộc phải dâng cao để tìm kiếm được những bàn thắng, níu kéo lại những hy vọng của mình, ít nhất là tới loạt penalty cân não. Tình huống xử lý không an toàn của Văn Trưởng. Văn Nguyên. Đã có một tác động vừa đủ của Đức Tuấn đối với Văn Nguyên.
để khiến cho tình huống nguy hiểm tạm thời trôi qua. Đường treo bóng rất điểm ngay. Đó là tình huống sút luôn của Thành Long. Lên ơi, xanh lên ơi. Lên ơi. Rất may là vẫn còn một cầu thủ của đội bóng áo vàng. Bóng. Sướng quá ơi. Bên phía FC Đồng Kỵ thì huấn luyện viên Hùng Rimac cũng đang với tâm trạng đứng ngồi không yên. Sau khi đội bóng của mình phải liên tiếp nhận những bàn thua. Vẫn tiếp tục bóng là trong trần của FC Đồng Kỵ. Đá phạt góc. Anh đừng tham vấn vào cái gì cả. Người thực hiện sẽ là cầu thủ số 2 Hải Nam. Quyết định chiếm bóng bổng đánh đầu. Không vào. Đó là tình huống đánh đầu rất to đét của Thành Long. Một cơ hội quá rõ ràng khi mà Thành Long không có bất kỳ một cầu thủ nào bên phía đội bóng Phù Khê theo kèm. Ở trong vòng cấm lúc đó thì cũng có sự xuất hiện của cầu thủ số 14 Văn Lợi. Rất đáng tiếc dành cho FC Đồng Kỵ. Giải bóng đá thiếu niên U15 thành phố Từ Sơn lần thứ nhất đang bước vào những giai đoạn khốc liệt nhất với những trận cầu quan trọng để tìm ra được các thứ hạng. Đây đã là trận đấu bán kết 2 rồi. Lợi thế lúc này vẫn đang được tạm thời nghiêng về U15 Phù Khê. Đánh đầu! Lại tiếp tục là sự lên tiếng của Văn Nguyên. Nhưng lần này thì Khánh Đức cũng chơi quá xuất sắc để một tình huống đổ người rất dứt khoát có thể cứu được một đường bóng không tưởng. Huấn luyện viên Hùng Rimac cũng đang có những chỉ đạo rất gắt gao với các học trò thân yêu của mình ở trong sân. Ông dặn dò các học trò của mình cần phải tập trung hơn nữa và quyết liệt hơn trong từng pha bóng, chắt chiu từng cơ hội nếu muốn có những cơ hội để tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn tỷ số cũng như là gỡ hòa. Một không khí rất sôi động được tạo ra, mất bóng nguy hiểm. Văn Quyền không vào. Lại tiếp tục là sự xuất sắc của Khánh Đức để cứu thua cho đội bóng Đồng Kỵ tránh khỏi bàn thua thứ 3. Dự là người sút hay nhưng người bắt cũng tại. Tiếp tục lại là cầu thủ số 6. Ngày hôm nay bên phía Phù Khê thực sự là một sân khấu tỏa sáng của Văn Nguyên. Anh liên tục có những tình huống nguy hiểm đối mặt về phía khung thành đối phương. Và bằng chứng rất rõ ràng là cú đúp mà Văn Nguyên ghi được trong ngày hôm nay. Với 9 bàn thắng đã được ghi thì rất khó khăn để cho các cầu thủ khác có thể cạnh tranh được danh hiệu vua phá lưới với cả Văn Nguyên. Rất khéo léo. Cần tới 2 cầu thủ phòng ngự của bên phía Đồng Kỵ mới có thể truy cản được Văn Nguyên. Đấy rồi, bóng lăm bập. Rất may cho FC Đồng Kỵ thì vẫn còn đó là những sự tập trung của các cầu thủ phòng ngự. Tình huống đá phạt góc tiếp theo. Làm ơi. Phong ơi, nằm xin bóng.
Cú treo bóng này không được. Sự bóng lót tốt vừa rồi nó thuộc về số 22 Hồng Phong. Thành Long, đường truyền dành cho Văn Lợi rất tốt. Nhưng khi bóng đến chân của cầu thủ số 2 Hải Nam thì tình huống đã trôi qua. Bên phía FC Đồng Kỵ, họ chơi với hiệp 1 này, họ đang chơi rất tốt và có rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên thì sự vô duyên cũng như là thiếu may mắn vẫn đang không ủng hộ họ trong việc tìm kiếm đường vào khung thành của Văn Trưởng. Cú đem bóng của Văn Trưởng liên tục lại là những đường bóng đến vị trí của Văn Nguyên. Đây là Văn Lợi. Hải Nam đang đứng trước bóng, cần phải có những sự đổi mới trong những tình huống thực hiện đá phạt góc. Tình huống truy cản rất nhanh vừa rồi nó thuộc về số 16. Cú chơi bóng ngay của Hải Nam. Những sự tập trung và chắc chắn tới từ vị trí hàng phòng ngự bên phía FC Phù Khê. Đường chuyền sân của Mạnh Thắng rất đẹp luôn. Hai tình huống liên tiếp của cầu thủ số 8. Những đường bóng phối hợp tương đối đơn giản của bên phía FC Đồng Kỵ và vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả. Đây rồi, không được. Văn Lợi đã quá dườm già trong pha bóng trên. Bóng vẫn còn. Đức Tuấn, Văn Nguyên quá khỏe. Nhưng vừa rồi là một tác động của cầu thủ số 6 đối với Đức Tuấn. Hiệp 1 đang dần trôi về những phút thi đấu cuối cùng. Và các cầu thủ FC Đồng Kỵ vẫn đang miệt mài tấn công. Đây rồi! Bàn thắng rút ngắn tỷ số đã đến với đội bóng FC Đồng Kỵ. Và ngôi ghi bàn đó là cầu thủ số 14 Văn Lợi. Một đường bóng tương đối bất ngờ về phía FC Đồng Kỵ. Và sau bao nỗ lực tấn công, họ cũng đã được hai quả ngọt với việc tìm được đường vào khung thành của Văn Trưởng. Tỷ số được tạm thời là 1-2 và vẫn còn rất nhiều những cơ hội cho FC Đồng Kỵ ở phía trước. Trận đấu đang thực sự diễn ra nóng bỏng và kịch tính với những diễn biến vô cùng khó lường. Chú người thế này mà là Phan Ngụ của Dôn Đô à? Anh tưởng Phan Ngụ của Dôn Đô người nó đẹp hơn chứ. Ông ghi bàn thấy siêu người đấy, bảo siêu người đấy. Ăn mừng, nó ăn mừng giống. Ăn mừng giống. Ăn mừng mà. Anh tưởng em ăn mừng. Như em thấy trận chung kết của... Sẽ là đá phạt dành cho FC Đồng Kỵ. Cú chơi bóng của Khánh Đức. À đâu không phải.
tỉnh cầu với lại bạn đông là 43 nhỉ. Ừ, kết là gì đấy? Được chơi bóng của Hải Nam. Người này chưa xếp thành nỗ lực của cầu thủ số 2 đã mang về một pha đá phạt góc cho đội bóng Đồng Kỵ. Trong hiệp đấu đầu tiên thì đội bóng áo vàng họ đang rất được hưởng rất nhiều những tình huống đá phạt cố định như thế này. Có men ở đâu ấy? Trang nào? Ok ok. Và xin chào khán giả Tiến Minh. Khán giả Tiến Minh thì cũng có comment đó là Sơn Ngô Bảo Nguyên ghi hat-trick thì thưởng 5 lít. Cơ hội đây rồi, là Văn Nguyên, cơ hội dành của hat-trick. Hat-trick ơi, không được. Một tình huống đối mặt của cầu thủ số 6. Và đó cũng là pha bóng cuối cùng để kết thúc hiệp 1 trận đấu bán kết 2 giữa hai đội bóng FC Đồng Kỵ và FC Phù Khê. Tỷ số tạm thời là 1-2. Chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi quay trở lại những diễn biến tiếp theo trong trận đấu này. Anh sẽ bù chi em thay em với pin.
vẫn cho Mạnh Thắng đá tiếp. Chưa thay đi. Vâng. Chưa thay đi. Và chúng ta hãy cùng quay trở lại với sân bóng Cẩm Giàng để cùng chứng kiến những diễn biến trong 25 phút cuối cùng trận đấu bán kết 2 giải bóng đá thiếu niên U15 thành phố Từ Sơn lần thứ nhất năm 2023. Lúc này thì lợi thế vẫn đang được tạo ra dành cho cầu thủ Phù Khê, nhưng nó chỉ còn lại là một bàn thắng, một cách biệt rất mong manh. Và trong hiệp đấu thứ hai thì cầu thủ số 10 Minh Hiển đã được góp mặt để thay thế cho số 11 đó là Nam Mỹ. Một hiệp đấu thứ nhất vừa được diễn ra với một thế trận phải nói là quá hay, quá kịch tính, khi mà sự xuất sắc của Văn Nguyên đã giúp cho đội bóng Phù Khê vươn lên dẫn trước với cách biệt là 2 bàn. Nhưng trong những phút cuối cùng thì sự lên tiếng của Văn Lợi đã níu kéo lại được một chút hy vọng dành cho FC Đồng Kỵ. Cú phất bóng rất dài không thể qua được đôi chân của Hồng Phong. Đường chơi bóng này không được. Phá tranh chấp của Hải Nam. Đường chuyền không thành công, vừa rồi nó thuộc của Văn Nguyên. Những tình huống tranh chấp liên tục ở giữa sân. Rất hay. Tình huống xử lý rất tốt vừa rồi, đó là Duy Lộc. Anh đã qua tới 2 cầu thủ áo vàng và bắt buộc đội bóng FC Đồng Kỵ phải phạm lỗi với anh. Tình huống đá ngay của Duy Lộc. Tôi mượn một cái mic khác ấy. Tôi cho các cháu nó phấn khởi. Báo bình luận viên báo tiền. Ủng hộ nhiều nó đấy. Ủng hộ nhiều nó mà tiền đấy. Ra sang lui. Hùng Duy Bị nào bảo có 4 khu phố là mỗi khu phố 1 củ rồi. Chú mày alo nhà địa địa chính phường Phù Khê có 1 củ nữa. Alo anh. Bí thư đoàn phường bao nhiêu? Không. Đánh đầu. Tình huống đánh đầu vừa rồi là Mạnh Thắng. Đọc đi, đọc thôi. Nói. Hồng Dương, ví dụ mà. Quay đấy. Nói là phải làm đấy. Xin phép xâm lộng với khán giả này. Là Phù Khê nay là 4 khu phố là có 4 củ nữa rồi. Và Hồng Trong là có 4 củ. Địa chính Phù Khê là có 1 củ nữa là củ thứ 5 mà có 1. Giải tiếp. Những sự động viên rất kịp thời của đội bóng FC Phù Khê, đó là những động lực để cho những chiến binh áo xanh chiến đấu hết mình. Văn Lợi, tình huống xử lý tốt, vẫn là cầu thủ số 14 Thành Long. Nhưng đôi chân của hàng phòng ngự bên phía FC Phù Khê vẫn đang chơi cực kỳ chắc chắn. Làm từng tốt tới từ Văn Lợi. Cơ hội đây rồi, không được. Bóng vẫn còn. Cú sút không thành công. Vẫn đang có những tình huống chấn thương ở bên phía FC Đồng Kỵ. Số bao nhiêu? Và bên phía FC Đồng Kỵ có sự thay đổi cầu thủ. Số 16 Mạnh Tiến vào sân để thay thế cho cầu thủ số 13 là Tuấn Hưng. Tuấn Hưng sau tình huống vừa rồi cũng đã gặp phải một chấn thương và anh không thể tiếp tục thi đấu. Ngày hôm nay thì cũng bắt nguồn từ đường chuyền của Tuấn Hưng. Bên phía FC Đồng Kỵ đã có cơ hội để tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Văn Nguyên, vẫn là cầu thủ số 6, Văn Nguyên rất kéo leo, không được.
Tình huống ra vào rất hợp lý của thủ môn Khánh Đức. Hôm nay phải nói rằng là một sự xuất sắc của người gác đền bên phía FC Đồng Kỵ, khi anh liên tục cản phá được những cơ hội 10-10 của đội bóng Phù Khê. Đếm sơ sơ thì cũng có vẻ ít nhất đó là 4 tình huống đối mặt của Văn Nguyên và các đồng đội. Những sự khẩn trương đến từ đội bóng Đồng Kỵ. Nếu như ngày lúc này đội bóng áo vàng tìm được bàn thắng gỡ hòa thì thực sự tinh thần của họ sẽ được đẩy lên cao ngút trời. Một tình huống đá phạt lên. Bình tĩnh thôi, đồng kia bình tĩnh thôi. Một nỗ lực của Văn Lợi. Anh tốt nhất là anh về đình bảng nhanh mà nói chuyện nhá. Đây nhá, này, đinh đóng vào cột rồi. Không được. Bốn Văn Trường cũng đã rất tinh quái, không có gì phải vội vàng. Đường chuyền không tốt của cầu thủ vừa được tung vào sân. Đó là cầu thủ số 10 Minh Hiển. Một không khí sôi động ngay lúc này trên sân bóng Cẩm Giàng. Minh Hiển xử lý rất hay, đã qua được tới 3 cầu thủ, nhưng tới cầu thủ thứ 4 thì đã bị chặn bóng lại rồi. Thành Long xử lý tốt, không thành công. Hùng Di Minh đâu rồi, chạy đâu rồi? Đội bóng áo xanh họ vẫn đang chơi tập trung. Vẫn tiếp tục lại là cơ hội dành cho Phù Khê. Vẫn còn. Nỗ lực của Mạnh Thắng. Hai cầu thủ số 8 đang đối đầu với nhau. Mạnh Thắng đã là người chiến thắng, nhưng đường chuyền ra là không tốt. Thành Long đá biên cho FC Đồng Kỵ. Họ cần phải tập trung và chất chịu hơn nữa. Bán độ rồi đi về ngủ thôi, cho mát. Đừng đánh sớm. Đừng chuyển sân. Không được. Một tình huống với tư thế tiếp bóng không tốt của Văn Lợi. Văn Nguyên thả bóng rất khéo. Đã có lỗi cao chân và trọng tài Văn Công ngay lập tức cắt còi. Người đứng trước bóng lúc này là cầu thủ số 18 Lê Đồng. Quyết định sút luôn, tương đối nguy hiểm, vẫn là Văn Quyền, dứt điểm không vào. Liên tục là những cú bắn phá về phía khung thành của Khánh Đức. Người đây có tình huống dứt điểm cuối cùng là Duy Lộc. Đồng kia cứ bình tĩnh thôi, thế cứ bình tĩnh. Thành Long. Văn Nguyên. Đây rồi. Rất nhanh chóng thì hàng phòng ngự của bên phía đội bóng áo vàng đã áp sát kịp thời. Rất may. Nỗ lực vừa rồi của bên phía Đồng Kỵ đã nhận được những tràng pháo tay của khán giả. Đường chuyền sân.
bóng đi là bập và các cầu thủ đồng kỳ có bóng. Một quyết định rút thẻ vàng rất dứt khoát. Dường như người bị nhận thẻ trong tình huống vừa rồi là cầu thủ số 16 vừa được tung vào sân Mạnh Tiến. Đứng treo bóng. Phạt góc dành cho FC Phú Khê. Một quyết định xử lý an toàn của Hồng Phong. Đá từ từ chuyền đuôi, đá từ từ chuyền đuôi. Mạnh Thắng không thành công rồi. Được chuyển hướng lên trên tới vị trí của Văn Nguyên. Những diễn biến căng thẳng và rất khó đoán ở trong hiệp đấu thứ hai này. Phút thi đấu thứ 36 và tỷ số vẫn đang là 2-1 được dành cho đội bóng Phù Khê. Và đã có rất nhiều những khán giả của bên phía đội bóng FC Phù Khê đã nhắn gửi những lời yêu thương để dành cho trên sóng livestream. Xin chào khán giả Tiến Minh, Duy Hoàng. Khán giả Tiến Minh thì đã có comment là Trần Khoa bảo ghi bàn thì thưởng 5 lít. Không biết là cầu thủ nào ghi bàn. Đó là một tình huống tương đối nguy hiểm. Nó được tạo ra nhưng bóng không thể hướng được vị trí của Mạnh Thắng. Bên phía FC Đồng Kỵ có sự thay đổi cầu thủ. Như vậy là tình huống thay đổi người sẽ được diễn ra sau pha bóng này. Cầu thủ số 8 là Mạnh Thắng được rút ra nghỉ và người vào sân là số 15 Văn Vịnh. Nỗ lực tốt. Vẫn đang là cầu thủ số 10. Vừa bán 1 triệu là lại thôi. Và tiếp tục thì lại là những comment thì khán giả Duy Hoàng đã treo thưởng 100k cho Văn Nguyên. Tiến Minh thì cũng đã có bình luận là Tú Đàm bảo Phù Khê thắng thì mời đi uống nước nhà cô Trinh. Vâng, những sự động viên rất lớn tới từ các cổ động viên của bên phía FC Phù Khê. Phòng địa chính là có triệu rưỡi, 4 khu phố là có mỗi khu phố 1 cổ. Và những sự trèo thưởng tiếp theo đó là phòng địa chính 1 triệu rưỡi và 4 khu phố thì sẽ là 4 triệu nếu như các cầu thủ Phù Khê giành được chiến thắng và tiến vào trận chung kết trong ngày hôm nay. Thôi nào treo giải ghi thế. Xin được cảm ơn những tấm lòng và những tình cảm chân quý của các quý vị khán giả đã có mặt tại sân Cẩm Giàng. Chúng ta hãy cùng quay trở lại những diễn biến trận đấu. Và xử lý rất khéo léo đối mặt. Không được. Dường như đó là đường chuyền của Duy Lộc chứ không phải là một cú sút. Nếu như quyết đoán hơn và dứt điểm thì đó cũng sẽ là một tình huống rất nguy hiểm để hướng về khung thành của Khánh Đức. FC Đồng Kỵ họ đang làm tất cả những khả năng của mình để tìm kiếm được bàn thắng san bằng tỷ số. Tình huống chạm bóng thiếu cảm giác của Văn Vịnh. Đồng Kỵ ơi, có bình tĩnh chuyền thôi, một quả đấy mà. Chúng ta đang bước vào giai đoạn 10 phút cuối cùng tại hiệp thi đấu thứ hai. Bên phía Phù Khê vẫn đang tạo ra được lợi thế dành cho mình. Văn Nguyên. Số 6 thay cho Văn Lợi, 14. FC Đồng Kỵ có sự thay đổi cầu thủ.
cầu thủ số 6 Đức Nhật được tung vào sân. Và người rời sân là số 14 Văn Lợi. Như vậy là cầu thủ ghi bàn rút ngắn tỷ số đã được huấn luyện viên Trừ Lượng tung ra rút ra nghỉ. Rất nguy hiểm, không được. Lại tiếp tục là cơ hội của Văn Nguyên. Nhưng lần này thì anh đã phải ôm đầu đầy tiếc nuối. Hồng Phong đường mở cánh tốt. Tình huống xử lý hay. Vẫn còn. Rất may là vẫn còn đôi chân của Hải Nam. Tinh thần bên phía đội bóng Phù Khê họ đang lên rất cao. Liên tục là những tình huống xử lý đầy ngẫu hứng và đậm chất nghệ sĩ bên phía đội bóng áo xanh. Đó là tình huống xử lý của Văn Quảng. Không tốt, cơ hội đây rồi Hải Nam. Không được. Và xin được chào khán giả Dương Xuân Thoại đang theo dõi livestream. Hiện tại thì chúng ta cũng đang có rất nhiều những quý vị khán giả đang theo dõi ở trên các nguồn tiếp sóng của chúng tôi. Hải Nam đường truyền không thể qua được vị trí của cầu thủ số 10 Minh Hiển. Liên tục là những nỗ lực của Ok. Đây rồi. Tỷ số được cân bằng 2-2. Bắt nguồn từ một tình huống đá biên cầu thủ mang áo số 2 Hải Nam. Bóng đi lập bập và lăn từ từ vào lưới khung thành của thủ môn Văn Trường. Trước sự bất ngờ của tất cả các thủ áo xanh đang có mặt tại vòng cấm. Vẻ mặt rất ngơ ngác, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không có lỗi, tiếp tục. Đội bóng Đồng Kỵ họ đã nỗ lực rất nhiều và thành quả đang đến rất xứng đáng. Một làn sóng ồ ạt đang được tạo ra ở trên sân bóng Cẩm Giàng khi mà fan của đội bóng Đồng Kỵ họ dường như lên tinh thần rất cao. Mặc dù tỷ số trận đấu này không biết kết quả như thế nào thì đây cũng là xứng đáng là một trận đấu kinh điển ở trong giới bóng đá học đường tại thành phố Từ Sơn. Ngày hôm nay bình luận viên Tiến Anh Đặng cũng rất vui, rất vinh dự khi được bình luận một trận cầu đầy cảm xúc như thế này. Một sự bùng nổ đang được diễn ra. Tôi đi về đi. Với dứt điểm, đó là Đức Nhật. Lúc này thì đội bóng Phù Khê họ đang thực sự rất cần sự lên tiếng đúng lúc của Văn Nguyên. Đường treo bóng, đánh đầu. Không được. Đường chuyền rất mạnh. Cầu thủ Phú Khê có bóng, ngay lập tức bị chặn lại. Nỗ lực rất tốt. Bóng vẫn còn. Vừa rồi là nỗ lực của số 16 Mạnh Tiến. Mạnh Tiến rất khỏe. Đá phạt dành cho FC Đồng Kỵ.
Lúc này thì mặt sơn vẫn đang rất trơn và nó ảnh hưởng đến rất nhiều tới hoạt động của các cầu thủ đang có mặt thi đấu. Người sẽ thực hiện tình huống là số 10 Thạch Long. Những cơ hội đang liên tiếp được tạo ra dành cho FC Đồng Kỵ. Những khoảng thời gian đầy nhạy cảm khi mà nếu đội bóng nào phải nhận bàn thua thì rất khó để cho họ có cơ hội sai lầm. Suýt chút nữa vừa rồi là một sai lầm ở bên phía FC Phù Khê. Các cầu thủ cả hai đội cần phải tập trung hơn nữa. Nếu như mắc sai lầm lúc này thì rất khó để sửa chữa. Xử lý tốt và đỡ bóng lỗi của Minh Hiển. Ngay lập tức Thành Long đã cướp bóng. Đường chuyền hướng lên vị trí của Văn Nguyên, không thể qua được Đức Tuấn. Nỗ lực rất tốt của Đức Tuấn. Những tiếng hò reo đã được tạo ra dành cho trung vệ mang áo số 4 bên phía đội bóng Đồng Kỵ. Được chạm bóng này, bóng đi quá sâu. Và ném bóng rất mạnh lên tuyến trên của Khánh Đức. Vẫn là cầu thủ Đồng Kỵ che chắn bóng rất khéo léo. Hai bàn thắng của FC Đồng Kỵ đều được tạo ra từ những tình huống đá biển. Và liệu rằng lần này họ có tạo ra được lợi thế rất trước hay không? Vẫn là cái chân của Hải Nam, bóng đi rất khó chịu. Đường chuyền sân tương đối nguy hiểm, bóng đi cắt mặt khung thành và suýt chút nữa thì đội bóng Phù Khê đã phải trả giá và giữ thiếu tập trung của mình. Chỉ còn khoảng 2 phút thời gian thi đấu chính thức ở trong trận đấu này và một sự cân bằng vẫn đang được tạo ra. Một tình huống thực hiện lại pha đá biển. Tiếp tục lại là đôi chân của Hải Nam. Có rất nhiều các cầu thủ đội bóng áo vàng đang có mặt tại vòng cấm của bên phía Phù Khê. Đường chuyền bóng hơi cao. Lúc này thì dường như thì ban huấn luyện của cả hai đội bóng, nhất là hai huấn luyện viên Chử Lượng và Hùng Di Mách, cũng cần phải có những sự tính toán để nếu có thể bước vào loạt penalty thì có thể chọn ra những cầu thủ tốt nhất. Đường chuyền không qua được Thành Long. Phản công cho FC Đồng Kỵ không thành công. Ngay lập tức đội bóng Phù Khê cắt bóng. Minh Hiền đã có lỗi rồi. Những tình huống rất nóng bỏng và vị trọng tài phạt công tiếp tục lại là những tấm thẻ vàng. Lần này nó được dành cho cầu thủ số 6 bên phía FC Đồng Kỵ, đó là Đức Nhật. Một tình huống cố định và Duy Lộc sẽ là người đứng trước bóng. Như vậy vị trọng tài Văn Công sẽ thông báo là hiệp 2 có 2 phút bù giờ. 2 phút cho những nỗ lực của cả hai đội bóng. Có lẽ FC Phù Khê họ không hề muốn đưa trận đấu vào loạt penalty một chút nào.
khi mà cách biệt họ tạo ra trong hiệp đầu tiên là tương đối lớn. Duy Lộc chéo bóng luôn, một tình huống bắt bóng rất xuất sắc của Khánh Đức. Ngày hôm nay bên phía FC Đồng Kỵ thì thủ môn là một điểm tựa rất quan trọng, liên tục là những pha cản phá xuất tần, và đó là một cú đá thẳng này đến vị trí của Văn Trưởng. Lộc ơi, đá phạt góc và những nỗ lực của FC Phù Khê liệu rằng nó có thành công hay không, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Đấy là Hồng Phong, tình huống xử lý tốt của Hồng Phong. Duy Lộc lỗi rồi, phản công cho đội bóng Đồng Kỵ, 3-2, vẫn còn, rất may là vẫn còn Hồng Phong xuất hiện tại vật sân nhà. Những phút cuối vô cùng cảm xúc và đang hấp dẫn đang được diễn ra tại sân Cẩm Giàng. Một thế trận vô cùng khó đoán và chúng ta cũng chưa thể nào biết được đội bóng nào sẽ giành chiến thắng trong ngày hôm nay. FC Phù Khê đang làm tất cả, dùng tất cả những nỗ lực của mình để sớm kết thúc trận đấu này. Đường treo bóng, đánh đầu. Lộc ơi, xuống sạt thôi Lộc ơi. Tình huống có pha đánh đầu của Văn Nguyên. Đá biên. Dường như có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của đội bóng áo xanh trong ngày hôm nay. Đấy rồi, không có gì khó khăn với Khánh Đức. Và lúc này 50 phút thi đấu chính thức của trận đấu bán kết 2 giải bóng đá thiếu niên U15 thành phố Từ Sơn lần thứ nhất năm 2023 đã kết thúc. Hai đội bóng Đồng Kỵ và Phù Khê hòa nhau với tỷ số là 2-2. Và trận đấu sẽ được đình đoạn qua những loạt penalty cần não. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với những giây phút để quyết định ai sẽ là đội bóng tiến vào trận chung kết. Dường như thì đội bóng Đồng Kỵ có sự thay đổi thủ môn, khi mà cầu thủ ghi bàn thắng gỡ và 2-2 đó là Thành Long sẽ là người được giao trọng trách đứng trong khung gỗ của đội bóng áo vàng. Những sự nhắc nhở liên tục của hai vị huấn luyện viên Chử Lượng và Hùng Remake tới các học trò thân yêu của mình. Ngày hôm nay thì dù kết quả ra sao, hai đội bóng cũng đã công hiến cho khán giả đang có mặt tại phường Đồng Nguyên một trận đấu vô cùng giàu cảm xúc. Đây xứng đáng là một trong những đội bóng tốt nhất tại thành phố Từ Sơn ngay lúc này. Vâng, đề nghị các cổ động viên đứng phía sau khung thành, chúng ta hãy cùng đứng lui ra xa để cho các cầu thủ có thời gian quan sát tốt nhất trong những cú sút của mình.
nhận con dâu của cái này kìa. Tao đuổi. Những giây phút vô cùng căng thẳng và kịch tính sắp sửa được diễn ra. Một lần nữa đề nghị các cổ động viên của hai đội bóng, chúng ta hãy cùng dịch chuyển ra khỏi phía sau khu vực cầu môn để loạt đấu súng được diễn ra một cách tốt đẹp nhất ạ. Đây rồi, loạt đấu súng sắp sửa được diễn ra và FC Phù Khê sẽ là người đá trước. Người thực hiện là một là cầu thủ số 6 Văn Nguyên, người đã có được cú đúp bàn thắng trong ngày thi đấu hôm nay. Văn Nguyên sẽ đối đầu với Thành Long. Để cho bảo ban tổ chức ra rồi anh. Bây giờ bảo loa đây thì người ta không nghe rồi. Có được, tôi sẽ chuẩn bị đá. Tôi có chuẩn cho em đá. Cú sút đầu tiên. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng Văn Nguyên có thể chiến thắng được Thành Long hay không. Văn Nguyên! Tình huống dứt điểm rất dứt khoát của cầu thủ mặc áo số 6. Phù Khê đã vươn lên dẫn trước trong loạt đấu súng này. Ở bên phía đội bóng Đồng Kỵ, thủ thành Khánh Đức sẽ mở màn cho loạt đấu súng của đội bóng áo vàng. Đây là Khánh Đức. Không có gì khó khăn đối với thủ môn của đội bóng Đồng Kỵ. Đã cân bằng tỷ số 1-1. Người sẽ bước lên chấm đa phạt là số 17 Văn Quảng. Những áp lực tâm lý đang được tạo ra với cầu thủ số 17 Văn Quảng. Anh đã vượt qua được tâm lý. Đội bóng Phù Khê vươn lên dẫn trước. Trung vệ Đức Tuần sẽ là người thực hiện cú sút tiếp theo. Ngày mai Đức Tuần cũng đã có một trận đấu tốt. Đức Tuần rất cảm xúc. 2-2. Cho đến giây phút này đây, trận đấu vẫn đang vô cùng khó đoán. Chúng ta vẫn chưa thể biết được đội bóng nào đang vươn lên cả. Đây là Duy Lộc. Bóng lọt qua hai chân của Thành Long. 3-2 dành cho đội bóng Phù Khê. Cầu thủ được tung vào sân trong những phút cuối cùng của hiệp đấu thứ hai là Văn Vịnh sẽ là người thực hiện tình huống này. Văn Vịnh. Tình huống đổ người rất xuất sắc vừa rồi của Văn Trường. Đội bóng FC Phù Khê họ đã tạo ra được cho mình lợi thế. Loạt sút thứ tư. Và tỷ số thì vẫn đang là 3-2. Cú dứt điểm. Vào!
người thực hiện tình huống đá vừa rồi đó là số 10 Minh Hiển. Đức Nhật đang đứng trước một áp lực tâm lý rất lớn. Liệu rằng anh có thể níu kéo lại được hy vọng cho FC Đồng Kỵ và đưa trận đấu tới những lượt sút tiếp theo hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Đức Nhật vẫn vào. Cơ hội của FC Đồng Kỵ là vẫn còn. Là sút cuối cùng. Đây là Lê Đồng. Lê Đồng liệu rằng có là nên lịch sử cho bóng đá Phú Khê hay không? Chúng ta đang ngồi ôm lý cờ để chờ đợi tình huống này. Lê Đồng! Sự thăng hoa tuyệt vời của Lê Đồng. Và kết thúc trận đấu, các cầu thủ FC Phú Khê đã là người giành chiến thắng trong loạt đấu penalty. Và họ sẽ là cái tên cuối cùng góp mặt trong trận chung kết giải bóng đá thiếu niên U15 thành phố Từ Sơn lần thứ nhất năm 2023. Màn ăn mừng rất cảm xúc ở bên phía đội bóng FC Phú Khê. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đã có những giây phút thực sự tuyệt vời trên sân bóng Cẩm Giàng. Xin chào và hẹn gặp lại tại trận chung kết giải bóng đá thiếu niên U15 thành phố Từ Sơn lần thứ nhất năm 2023. Kết quả thứ hai là